mình tham quan là hai cái dãy phòng dự đó là phòng C6 và C7. Mỗi lần bọn mình học dự này là nói bọn mình là ở quê cho nên không có thích học phòng dự đó. Chứ bây giờ ngồi tưởng tượng cũng nhớ lại khung cảnh của hai cái phòng đó. Thực ra nó cũng rất là dễ thương. Tất cả nó trở thành ký ức. Mình tên là Trần Thị Mỹ Đức. Mình là sinh viên khóa 1 của trường Đại học Phú Xuân, niên khóa 2003 đến 2007. Mình ra trường như vậy là cũng 16 năm rồi. Mình ra trường vào 2007, thì sau đó là được giữ lại và làm giảng viên của trường Đại học Phú Xuân. Đây là một may mắn mà không phải là sinh viên nào cũng có được. Và từ năm 2008 đến 2011 thì mình du học thạc sĩ tại Bắc Kinh. Đến khi về nước với tâm tư nguyện vọng và với lời hứa của mình với thầy Nguyễn, trưởng khoa của ngành tiếng Trung, là mình muốn cống hiến hết sức mình cho ngành tiếng Trung, cho nên quyết định về làm giảng viên tại trường Đại học Phú Xuân. Hành trình để mở trung tâm là có sự giúp đỡ rất lớn từ quý thầy cô của trường Đại học Phú Xuân. Và khi mà quyết định thành lập trung tâm và phải chọn một trong hai thì mình nghĩ ở trường Đại học Phú Xuân sẽ có nhiều giảng viên khác có thể đưa ngành tiếng Trung phát triển hơn, cho nên lúc đó mình quyết định là nghỉ tại trường Đại học Phú Xuân. Mình nghỉ không có nghĩa là dừng, vì sau đó mình vẫn về tham gia giảng dạy với tư cách là giảng viên thỉnh giảng. Khi mình về thì cái cảm xúc vẫn như ban đầu, mình cứ nghĩ mình chính là con em của Đại học Phú Xuân. Mình được sinh ra và trưởng thành từ trường Đại học Phú Xuân và mình vẫn luôn muốn cống hiến những thứ mình đang có mang đến cho các em đằng sau. Thầy Nguyên trưởng khoa của mình là thầy Trần Hữu Duy, có thể nói thầy là một người mà ảnh hưởng rất lớn đến mình. Thời xưa khi mình học thì mình cũng không phải là thực sự yêu nghề giảng dạy, vì mình nghĩ lúc đó học tiếng Trung ra mình có thể làm nhiều nghề khác mà có thể kiếm được thu nhập cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình chứng kiến thầy lúc thầy giai đoạn cuối của bệnh tật mà thầy vẫn mong muốn là truyền hết những cái lửa của thầy cho sinh viên. Và thầy có nói với mình là Mỹ Đức, nếu sau này con ra trường thì con hãy phục vụ cho ngành nhé. Thì mình có hứa với thầy, thầy ơi, nếu Đại học Phú Xuân còn, con còn, ngành tiếng Trung con sẽ còn. Khi mà nhớ về cả thầy cô của Đại học Phú Xuân, ba thầy mình ấn tượng nhất, thầy Trần Hữu Duy, thầy Tuyến và thầy Ngô, đặc biệt là thầy Bùi Quang Tuyến. Lúc đó thầy dạy mình, chắc thầy cũng phải 77 tuổi rồi đó. Thầy vào dạy là cả lớp rất là, thầy dạy như vậy, con dạy bọn con à. Cả lớp là kêu thầy là bà ông ngoại, rất là thân thương, mà cả lớp đều rất là mến. Và sau khi mình về trường, đi đâu có gặp việc gì đều xuống như thầy tư vấn. Thầy giống như là một người ông thực sự đối với mình. Tiếp theo là thầy Nguyễn Đình Ngô. Thầy Nguyễn Đình Ngô là một người thầy mà vô cùng có tâm ảnh hưởng đến mình. Thật ra 4 năm học đại học, nếu như mình không gặp một thầy hiệu trưởng mà yêu thương học sinh như thầy Ngô thì có lẽ không biết mình có duy trì được hay không. Vì lúc đó mình cũng thuộc dạng sinh viên khó khăn. Những năm 4 năm đại học như vậy, những cái suất học bổng mà thầy tìm kiếm đến cho học trò, trong đó có mình, nó giúp cho mình vượt qua cái giai đoạn đó. Và hàng năm cho đến bây giờ, đến ngày 20 tháng 11, mình nhất định sẽ đi thăm thầy Ngô. Thầy Ngô là luôn dõi theo sự phát triển và trưởng thành của mình. Khi bây giờ mình đi làm thì mình vẫn luôn tâm niệm mình cũng sẽ làm một cô giáo yêu thương học trò như thầy của mình. Trung tâm mình thành lập từ 2007, được Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế quản lý. Và cho đến nay thì cũng đào tạo ra rất là nhiều học viên. Mình cũng hoàn toàn cảm thấy cái sự lựa chọn của mình để mở một trung tâm tiếng Trung cũng gọi là không giảm hàng đâu, nhưng mà cũng là một trong những top trung tâm tiếng Trung mà được nhiều người biết đến ở Thừa Thiên Huế. Khi mình mở trung tâm này thì với tâm nguyện mình, thứ nhất là tạo việc làm cho những bạn theo ngành tiếng Trung như mình. Với hiện tại chứ đội ngũ giáo viên có rất nhiều bạn là đã từng là cựu học viên của Đại học Phú Xuân vẫn đang tiếp nối là trở thành giáo viên tiếng Trung. Và gần đây thì mình tiếp nhận rất nhiều học viên K18-19 để cho các em về thực tập tại trung tâm. Và cũng hy vọng trong giai đoạn thực tập là mình bồi dưỡng thêm cái lựa nghề cho mẹ em, để cho mẹ em yêu khi phải công việc này. Đại học Phú Xuân là thay đổi tầm 2-3 năm trở lại đấy, thay đổi rất là mạnh mẽ về cái chương trình giảng dạy. Ban đầu thì cảm thấy là sinh viên sẽ rất là áp lực, nhưng mà sau đó mẹ em thay vì 4 năm mẹ em học 3 năm thôi, thì mẹ em cơ hội trước bao nhiêu ngàn sinh viên khác. Cho nên nhiều chúng ta chỉ cần cố gắng hơn, nỗ lực hơn một chút, chúng ta tốt nghiệp hơn sớm hơn thì cơ hội việc làm sẽ nhiều hơn. Và chương trình giảng dạy hiện tại thì đã có rất là nhiều sự điều chỉnh, đặc biệt là cũng cho sinh viên nó tự tin hơn, thực tế hơn, thực hành nhiều hơn. Cho nên hy vọng cả em khóa sau sẽ hơn cả anh chị khóa trước ở cái mảng là tự tin, có môi trường hiện đại hơn.
Mình hiện tại thì công việc khá bận, nhưng mà mình luôn ưu ái và dành thời gian quý báu của mình để quay về trường. Mình về trường thì mình luôn tâm thế thứ nhất, mình cũng nghĩ mình là giảng viên thỉnh giảng đâu, luôn nghĩ mình là một giảng viên của Đại học Hồ Xuân mình. Một năm mình về dạy một lần, nhưng cứ mỗi năm thì cái sự thay đổi nó khá lớn. Mỗi phòng học á, là được trang thiết bị đầy đủ, như vậy là đó là những điều kiện mà giúp cho việc giảng dạy có thể là hiệu quả hơn rất là nhiều. Mình vẫn luôn hoài niệm về ngôi trường xưa của mình 20 năm trước, nó cũng có những cái nét đẹp riêng trong lòng của mỗi người. Và riêng mình thì Hồ Xuân mãi mãi đẹp. Trước đây là vẻ đẹp truyền thống và bây giờ là nét đẹp hiện đại. Nét đẹp nó cũng thay đổi và mình cũng gọi là tiếp nhận nó về trong một tấm thể là rất là tự hào và vui vẻ. Và luôn luôn đi đâu cũng tự hào. Mình là sinh viên khóa 1 của Đại học Hồ Xuân. Nhân dịp 20 năm thành lập trường thì mình luôn chúc Đại học Hồ Xuân mình ngày càng phát triển, vững mạnh. Và đặc biệt là mỗi năm như vậy sẽ chiêu sinh được thật là nhiều sinh viên. Và tất cả các sinh viên sau này ra trường sẽ có một công việc ổn định và trở thành niềm tự hào của thầy cô và ban lãnh đạo của trường Đại học Hồ Xuân.